Thằng Nam vô lẹ, thằng Nam ơi. Thôi thôi trả lại cho ta đi. Nè chị Phương Lê cũng có gửi lì xì cho mấy anh em đây. Chưa vô tập trung đủ hết chưa cái đã? Thì có ai gửi đâu. Chị cũng có là hỏi tên danh sách những người đó như thế này thế nào thì chị cũng có tư sách ra. Những người có cho thì cũng có nha. Em cũng cảm ơn chị Phương Lê, chúc gia đình của chị năm mới ăn khang thịnh vượng, làm ăn phát tài và phát lộc ha. Rồi mình mở ra coi bao nhiêu. Mở luôn hả? Ừ. Sao dày dữ hả? Tiền khủng mà. Phương Lê. Rồi, quá giàu luôn à. Chúng chị ơi. Quá tiền dữ vậy. Không cọc luôn. Tiền gì? Em chúc chị Phương Lê năm mới được vui vẻ. Không dám. Cảm ơn chị rất nhiều. Hơn. Chúc từ rồi có luôn hả? Anh Ngọc chúc Nam vô kìa. Làm ăn phát tài nha chị. Hai chục nha. Quá ai già. Chúc anh nói già. Chị Phương Lê hả? Ồ quá dữ rồi. Dạ Nam Đen cũng cảm ơn chị Phương Lê rất là nhiều và em đã nhận được cái bao lì xì của chị Phương Lê. Và em cũng chúc cho gia đình chị Phương Lê thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Dài quá, dài dữ ta. Cái này là ý tưởng của Âu Vàng chứ chị không có ý tưởng. Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Khán giả tên gì anh Phật? À để chút ảnh nói nha. Đó, bây giờ sáng anh Phương ảnh cúng giùm khán giả mà chưa biết là khán giả tên gì với ở đâu ha cô chú anh chị. Để vô hỏi ảnh nè. Dạ sẵn các bạn luôn đấy. Làm không? Ừ. Làm đi cầm máy cho. Rồi đi vô cổng đi. Sáng nay anh cúng luôn. Làm cũng làm hối tùm lum á. Chị Minh cũng không cúng. Và sáng nay chị điện lý chị cũng có điện cho Chị Minh là kêu tạm quản lại của chú chị. Đó, cũng trời ha. Cúng mạng. Đó, quý chú chị. Hồi sáng em cầm hai cây đi anh phụ cho. Em làm việc ấy đây. Em làm caramel em á. Rồi, làm caramel luôn. À thôi, em làm cái cây phải không? Kéo qua chị, trời kéo qua đây. Bữa nay anh Nam anh sức chiều. Nam anh làm nhanh lắm á. Làm lẹ lắm á, làm chút đậu đó mà. Năm phòng ra giùm nó nè. Để ra vậy nè. Đó đồ ghê trời. Thấy chưa? Không cái này không cần đâu. Cái này không đủ, cái này không đủ. Cái gì để ngoài hả? Ờ đúng rồi, để chia đều ra. Chia đều ở giống cái này. Chia ra nè. Chia đều quá vô gì nè. Đúng rồi. Ồ, hoành tráng dữ ha. Sáng quá. À, không biết là đây là của khán giả nào thì, chưa ai biết á, để chút xíu anh áo vàng tiết lộ. Đổ nước vô nữa. Nó nước nữa hả? Rồi rồi đầy đủ luôn ha. Chị này là một chén với anh Phương. Chị Phương Lê ở bên bạn ngay ngoài gửi cúng mỗi tháng nè. Chị Phương Lê. Chị Phương Lê hả? Phương Lê. Của chị Phương Lê gửi cúng hả? Ồ, rồi rồi coi lý nha. Trời ơi. Ơi quay nè, hôm trước cũng có lần rồi. Phải lần chứ. Mà mấy lần tháng nào cũng rồi. Đây cũng hai lần. Phương Lê nắm giùm anh Minh cái coi. Rồi, chị Phương Lê cũng sáng á. À. Chị chúc cũng cứ gọi cho mấy em cái lì xì. À chị Phương Lê lì xì nữa hả? À. Trời ơi hên vậy. Bây giờ mình đổ ra nước mắm nó hết luôn vô một chén này đi. Đấy, ai ăn cái ta bỏ cái mũ vô giống như ở nhà đó. Ai ăn cái múc. Bất ngờ bữa nay chị Phương Lê có rồi anh, có rồi, có rồi anh gọi áo vàng cúng bún chay đó hết luôn hả? Đậu, nghe nghe, nghe có lì xì nữa đó vô, nghe có lì xì nữa, áo vàng nó có lì xì của chị Phương Lê múc gì đó giống như ở nhà mình vậy đó chứ để gì cái lì xì tiền khủng mày ơi. Chị Phương Lê đúng không? Tiền luôn hả? Có lì xì sớm luôn hả? Để
Đâu anh móc lên cho anh em coi. Trời ơi, một cọc chà bá luôn kìa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ủa, hôm qua em nghe rồi, biết rồi. Hôm qua biết rồi. Anh của chị Phương Lê lì xì luôn cô chú anh chị ơi. Rồi anh em lì xì tiền cũng như có chút quà Tết để vui. Có vui hả? Rồi rồi, bữa nay lọc lớn. Bữa nay hoa hậu Phương Lê lì xì. Chị Phương Lê được rồi. Thì đó là phải hoa hậu đâu, thì đó mẫu hậu. Thôi, lại lót nước tương thì lót đi. Chị mẫu hậu Phương Lê nha, chứ không phải hoa hậu nha. À, đi đổi chỗ coi, à, đứng chỗ hoài, chú anh Minh anh la chết luôn. Đổi chỗ được, em chứ. Đổi chỗ. Em quay mà em đứng chỗ hoài, làm sao mà cô bác nhìn được cái cảnh bên kia. Đó, thấy chưa. Cái điểm nãy nó biết không có lành đưa cho anh Nam đó, thấy không? Anh Nam. Anh Nam phải di chuyển. Nha. Anh Nam lành lắm. Mình đã gì đó vô chị. Đó. Đi để hồi đứng chỗ anh Minh chữ chết. Này còn đợi nước ngọt nữa hả anh Phương? Hôm qua là anh 25 ếch vô bạn nữa. Cũng hả? Bún chai sáng nay cho cậu cô chú anh chị rồi. Đó, đây cái mình để vô đây ha. Đợi cái cũng như là ai ăn cái múc vô giống cái nhà gia đình vậy đó. Uống sữa, nhà còn đợi nước ngọt nữa vô nữa. Uống sữa này là uống sữa dây áo dạ. Biết là phải bán sữa. Sữa này sữa cây. Bún nè. Sữa dây nó sữa này sữa vàng. Sữa xanh đó. Giờ nước vô chưa? Kêu gọi mà không ấy giờ vô. Vậy em bưng lên trước đây nước vô là mình để lên luôn. Rồi đúng rồi. À, đúng rồi. Bưng lên đi. Rồi từ từ nha mấy anh em. Đó, quý cô chú chị ơi, hôm nay là Duy Minh cũng phải đình lại nha. Đình lại hả? Tháng là 25 rồi, cúng nhiều quá thì ngày 25 là được rồi. 25 mà buổi trưa thêm mâm nữa cũng được, cúng giả cúng thì mình. Mình không có nói được nha. Còn anh em mình thì ngày 25 là được rồi ha. Ok. Còn nó giả người ta cúng thêm thì mình đâu có nói được. Tại người ta cúng bất ngờ mà. Ồ mấy ông nước này bữa nay không ngủ quên hay gì nữa. Thôi sẵn mình lau mộ cái đi. Rồi lau mộ đi. Anh lau đi sẵn vô. Anh em nào lau rồi thôi. Cô hả đâu chị dạ? Rồi. Cô chị Phương Lê cũng bún nha chai sáng do cậu với trái cây với nước với quà đặc biệt là có lì xì. Chị Phương Lê lì xì. Dốc nữa. Thôi dốc quá. Lớn rồi không có nói dốc nha Duy Minh. Còn cái ông kia đâu mắc đèn ổng à, cho ông chạy vô kìa. Còn số không? Đúng rồi. Dù ai nó ngã nó nghiêng lòng ta vẫn giữ như kiền ba trăng re re. Rồi ông vào nước cho xe ông hư không mất xăng cái gì rồi. Ai chửi mắng thì con giả đi. Đợi cho hư hết giận con phiên. Giữ nhẫn quà con để đầu tiên. Thì có đâu câu thù quán. Sáng mộ cậu bông trong đời có sáng đẹp. Mộ cậu có ông thầy đây chứ có em đâu dám nói mấy anh lớn đâu. Vợ trong hai bữa nữa là có cô gỡ đèn nè, gỡ nhang đồ lên nữa đó, cô không biết gỡ nhiều không nữa. Cô nào ở xe tải á? À cái cô bên bé gái 12 tuổi hả? Không, không phải cô này, cô này cô lạ. Cô lạ hả? Cô lạ.
Nào, ông vô tới rồi kìa. Trời ơi, ông này. Ủa, không phải luôn hả? Dạ thôi, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị rồi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha, cũng như ông bà cô chú có trên kênh của Bùi Hải. Có thương Bùi Hải cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ. Rồi, nước vô tới luôn rồi. Anh Nam ơi, sẵn anh nắm giùm anh Nam. Thôi dạ, thôi vậy thôi. Tính là chắc nước là phụ. Chị đem mấy cái hũ xuống dưới đi, để chai ở đây. Chị đem hũ xuống dưới. Biết chai mấy hũ. Biết chai. Thì em bỏ dễ bỏ. Ôi vậy mày phải để vô sát vô hả ta? Để đây nè. Vậy mới để ly nước được. Ba chị. Khôi 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 xì tinh luôn ấy. Để không chắc để đem chắc bên kia luôn à, chắc bên kia luôn đúng không, dễ chống dễ chống em. Cái này ngon quá, cái này đặc mặt quá, cái hết tiệm luôn. Thầy ơi, lấy cho anh tờ giấy đi. Dạ sao cái đèo lấy cho chú tờ giấy đi. Tập quà cô chị Bibi Trần. Cái này cái gì? Đôi biết cái gì? Không biết mới hỏi đó. Thanh trà. Thanh trà hả? Không, cũng có bông thanh trà và bông cái này trái hả? Nó là thanh liễu. Sao quên cái vụ đó hoài ta? Sao tự nhiên héo mấy bông rồi ta? Hỏi ấp ngang đi. Hai ngày mèo đu hai ngày cũng chụp nó nữa. Cái nhiêu
cũng là hàng kiếm nha, chứ không phải dễ tiền đâu. Hết chợ bánh cát chỉ có một sạp rồi nè, cái nó lên hết rồi. Rồi, lập biên bản. Ủa, chị Phương Lê cúng à. Rồi rồi, mình tạm ngưng cái này cái đi. Nhận lọc của chị Phương Lê kìa. Lọc nữa hả anh Phương? Này à, mình của ai? Chị Phương Lê có bị xì hả? Này của ai ạ? Chị Phương Lê. Chính nhanh mình đứng trước đèn mình lớn đứng trước. Đó, trời ơi không? Trời ơi trời. Rồi được rồi, tôm không? Rồi không? Có xè ra gì nè. Thằng Nam cháu lẹ, thằng Nam ơi. Trả lại cho ta đi. Chị Phương Lê cũng có gửi lì xì cho mấy anh em đây. Chị vô tập cho muốn đủ hết chưa cái đã? Có ai gửi đâu. Chị cũng có là hỏi tên danh sách những người đó như thế nào thế nào. Chị cũng có tên sách ra. Người có cho thì cũng có nha. Gửi như mình. Rồi em cũng cảm ơn chị Phương Lê. Chúc gia đình của chị năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài và phát lộc ha. Mình mở ra coi bao nhiêu. Mở không hả? Ừ. Sao dày dữ hả? Trời ơi, tiền khủng mà. Phương Lê. Thôi, quá dày dữ của chúng chị ơi. Quá. Tiền dữ vậy. Một cọc luôn. Tiền gì vậy? Em muốn chúc chị Phương Lê năm mới được vui vẻ. Cảm ơn chị rất nhiều. Anh Hương, chị Phương Lê. Chúc từ người đó. Có luôn hả? Anh Ngọc chúc Nam vô kìa. Làm ăn phát tài. Hai chục nha. Của ai vậy? Anh nói già. Chị Phương Lê hả? Ồ, quá dữ rồi. Dạ, Nam Đen cũng cảm ơn chị Phương Lê rất là nhiều. Và em đã nhận được cái bao lì xì của chị Phương Lê. Và em cũng chúc cho gia đình chị Phương Lê thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Dày quá. Dày dữ ta. Cái này là ý tưởng bao vàng chứ chị không có ý tưởng. 2, 3, 4, 5. 5 là 100 nè. 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 200. Ủa, dư 10 ngàn. Đủ, đủ 200. Điếm lên 106 rồi. Vậy? Dư 10 ngàn thôi được. Dạ. Từ mà điếm lên 106. Vô mãi. Vô mùi. Đây. Mùi chị Phương Lê nói đồng quyền nha. Của chị Phương Lê đó. Tính nói 17 mà dặn ở đâu, sao cái dám nói 17. Vô đúng nè. Tính nói là của chị Hồng Ngọc. Thôi em cũng cảm ơn chị Phương Lê. Gửi tặng bao lì xì cho em. Em muốn chúc chị năm cũ sang năm mới phát tài phát lộc, hoàn sự như ý. Cảm ơn chị nhiều. Nam Đen xin chúc gia đình chị thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc nha chị. Em cảm ơn chị Phương Lê đã nhận ngọc của anh áo vàng sáng nay. Cái gì cuối luôn trời.